Mến chào các bạn. Hôm nay là tại thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song của tỉnh Đắk Nông. Thì mình được nghe rất là nhiều anh em ở trên YouTube rồi nói là ở đây có một cái cơ sở là chuyên chế với lại chuyên bán với độ những cái máy mà cắt cỏ cho bò mà mang về chế lại cho nó Việt Nam hóa đó, với lại là chế máy cắt cỏ vườn đồ này nọ cũng nổi tiếng lắm. Thì hôm nay mình đi vô đây để mình xem coi, mình cũng chưa biết ông chủ là ai nữa. Cho hỏi ông chủ cơ sở này là ai vậy? Em là tên gì? Em Thành ạ. Thành á? Ồ, là chủ cơ sở Trung Thành này đây hả? À vậy hả? Anh nghe nói là em chế máy cắt cỏ đồ gì đó, vườn đồ gì đó. Bên em là chuyên máy cắt cỏ cỏ bò rồi rẫy vườn ạ. Vậy hả? Như cái máy này là máy gì vậy em? Em đang làm đây là 5 con. 5 con hả? Vậy hả? Là mình đang đang chế đây. Đâu em chế như thế nào? Vậy hả? Những cái nhông đồ này nó tốt không em? Nhông xịn luôn á hả? Đứng lái à? Đứng lên đó lái. Sao không chế cái ghế ngồi lại? Ngồi thì cho cái địa hình mình á là không ngồi được. Nhảy xuống. Vậy hả? Như vậy là mấy cái nhông đồ này là của cũng là hàng Nhật luôn. Có thủy lực hả? Thử luôn hả? Nổ thử luôn hả? Có nhất thủy lực chưa? Chưa hoàn thiện. Chưa có kìa, nó chạy. Dạ. Là cái bơm này sao mình đổ hay sao? Bơm rin của máy Kubota đấy. Ủa cái động cơ này là nó có cái bơm vậy luôn? Dạ đúng rồi. Động cơ hàng nội địa đó. Như con Trang Ma này thì mình phải chế thêm ở đằng sau này, chế này. Mình chế bơm Jekora. Dạ, còn kia là nó trực đúng tiếp rồi. Nó từ trong nhông ra luôn. Đúng rồi. Từ cốt máy ra luôn. Còn cái đỏ đỏ, hai cái đỏ đỏ là cái gì? Con đó là phát cỏ cũng làm hết rồi nhưng mà tháo máy nó chưa ráp lại. Chưa ráp lại hả? Dạ. Ở đâu cái nào hoàn thiện em có thể ra em tư vấn giùm anh chút coi. Dạ. Tại vì có một số cái anh chàng kia anh mới hỏi anh là bây giờ anh muốn mua một cái máy mà để phát cỏ cho bò đó. Mà khi mình phát cái cỏ voi á, xong rồi cắt ra là nó ra thành bó, nó ra thành luống để bó là con. Đây là 5-6 con này là cắt cỏ bò, cỏ voi hết ạ. Nhưng mà bè hàng mới về nên em chưa ráp vào rồi em chưa có làm nổ được. Ủa chưa ráp bánh ráp đầu luôn hả? Chưa. Như con mấy con này mà làm hoàn thiện ngon lành đàng hoàng á, em bán khoảng bao nhiêu tiền một con? Con nhỏ này là 5 triệu. 5 triệu, còn con to? Con to thì từ 8 đến 10 triệu. To là con nào? To gấp đôi hết hàng ạ. Hết rồi. Mấy con này là 5 triệu. Dạ. Đêm nay mới về đây. Nó mấy bánh xe ta? Hai bánh xe. Hai bánh nè. Vậy hả? Là nó khi mà nó cắt cỏ là cắt bỏ voi là tự bỏ luôn. Dạ, tự bỏ thế rồi nó nếu mà mình không được cây thì nó hất qua một bên. Mình về mình có chế độ gì thêm không? Con này cũng chế sơ thôi. Chế sơ thôi hả? Đây là mấy con cắt cỏ mà anh lên bất ngờ quá rồi. Có không có máy nào nè? Không, ý là mấy con này nè. Cái này thì em gửi đi sau tại vì em mới hàng, em mới về. Mới về rồi, mấy con cũ hôm nay có bán không? Có bán. Có nhiều không? Nhiều rồi. Vậy hả? Em chuyên về cái máy cắt cỏ này hả? Chuyên cắt cỏ vườn rẫy. Còn cái này là sao đây? Cái máy này sao đây? Cái này là cắt cỏ này ạ. Cắt cỏ gì? Cỏ vườn rẫy nhà mình ấy. Cắt cỏ vườn rẫy hả? Cắt cỏ như vậy rồi nó không có cái hệ thống thụt lên thụt xuống như vậy hả? Mình canh bằng cái này hai bên này. Mình canh vậy. Máy của nguyên bản nó là máy xăng. Máy xăng nhưng mà bây giờ yêu cầu của khách hàng là ráp máy dầu. Chế qua máy dầu. Nhà mình ráp máy dầu. Có đề mình thì tháo ra rồi nhưng mà giật thôi. Vậy hả? Rồi mình
Mình chạy như vậy rồi nó cỏ nó có sát đất không? Ví dụ mình thích cao thì mình nâng lên, mà thích thấp thì mình hạ xuống cho vừa vào. À vậy hả? Ở đây đá được không? Đâu có phát được đâu ha. Dạ, ở khu này em thử hết rồi, tìm không có cỏ luôn. À vậy hả? Chỉ có chở cách 3 km thôi. À vậy hả? Thôi vậy thôi khỏi đi. Đâu em thử nổ lên thử coi được không? Em mới dầu ạ. Ôi da. Ôi. Xe sao? Mình khỏi phải lo về cái vấn đề mà ấy ha. Rồi còn cái thằng này là gì, của Nhật Rin luôn hả? Cái này là nguyên bản Nhật Rin nhưng mà mình về mình phải chế lại. Chế cái gì em? Nó to không cần á. À. Cắt. Cắt cho nhỏ lại hả? Dạ, nhỏ nhẹ. Cái máy này thì nó phát cái cỏ gì? Tất cả cỏ rẫy luôn á. À, cỏ vườn, cỏ rẫy hả? À. Có chừng nó văng đá em ơi. Không được, cũng được. Đá ốc đồ nè. Không, nhưng mà em để đó không được, em phải tăng cho cao lên. Đó, đúng rồi. Đó, chưa được luôn. Chưa. Cái bánh xe nè, tăng bánh xe cao lên. À, con này đi. Cái bánh nó xài hơi luôn đó. Ga ít thôi. Không được, lên đi, cậu nó vặn chao. Về đi. Sao nó không chạy ra? Hả? 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 Phải không? Mấy con này về là em cũng chế lại hết rồi mà. À. Nó bị gì vậy? Dạ. À. Cái sợi dây này nó không ăn nè. Dạ, nó chưa nhả côn rồi. Hả? À. À. Ăn nội địa mà đúng không? Dạ, dây lâu ngày quá nó bị kẹt. À. Quay không? Thôi quay không? Kỳ ra thiên lý quá. Cái đó mình chỉnh sao thấp dữ vậy? Là bình thường mà, cái này khách này là người ta đặt hết rồi. À vậy hả? Dạ. Mình chỉnh lại thôi. À, ăn nội địa thì nó vậy thôi. Như con này anh bán bao nhiêu tiền con? Con này bán 8 triệu à. À, 8 triệu không con? Hoàn thiện hết rồi đó. Là máy OHV rồi. OHV GA 220 là nó mấy ngựa ta? Con này chắc nằm tầm 8 ngựa gì đó. À vậy hả? Lớn dữ vậy hả? Đâu anh coi thử coi. 8 ngựa. Dạ, 8 ngựa đúng rồi. Ừ. 8 ngựa. Con này thì nó tầm 7 ngựa, 8 ngựa hết. À vậy hả? Ừ. Dễ sợ hả? Con này là khách đặt. Con này là khách đặt một ngày tầm từ 2 hết đến 3 hết. Là cái gì? Xe gì vậy? Cũng máy làm cỏ luôn. Ủa? Máy làm cỏ mà to như vậy nè. Chở, chuyên chở, vừa chở vừa làm cỏ. Có cái bàn ngồi như vậy. Cái tắp lô sao nó mới vậy? Cái này là của máy cảnh lúa. À. Chế, bây giờ, chế cái này rin của nó là xe gì? Máy cảnh lúa.
máy gặt lúa hả? Máy... À, à là mình đằng trước mình đưa một cái dàn nối ra đây. Chưa hoàn thiện hả? À là anh ngồi trên đó phát luôn. À khỏe hả? Khỏi phải gì đây? Hả? Ấy là em định chạy lên đó hả? Xe máy sau kìa, còn chiếc kìa. Ở đâu thử coi. Ghê vậy. Coi chừng nha. Ghê quá. Lèo quá. À. Mày không à? Ớn quá mày. Ôi da. Trời ơi ghê quá. Ôi cây sắt kìa. Trời ơi có sao không hả? Có sợ không hả? Có hồi nãy có sợ không? À thì vậy nó có rớt xuống kia thì nó cũng đè tới đó là nó thôi à. Ồ, trời ơi nó đồn luôn á. Vậy á hả? Còn này nếu leo đồi ghê lắm à. Ồ, video nổi tiếng luôn. Nhờ 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 cái khoảnh khắc vàng. Ghe này 31 thì có cái bộ bàn dưới này, nó có cắm đầu thì nó cắm tới đó là hết à. À vậy hả? Mà nó nhấc đầu nó nhấc tới đó là không hết. Tại mình leo tới đó mà. Như vậy thì mình muốn mà nó mà không bị nhõng á, ở đằng sau mình chế thêm một cái bánh xe hay cái gì đó. Không, nó có hay cái cản gì đó. Có cái cây đỡ rồi đó đằng sau. Ví dụ mình làm một cái cản sau nè, cái cản đỡ nè. Không, mai mốt nó có bộ đằng trước nó nặng lắm. À vậy hả? Còn mình chở hàng á. À. Thì qua mình leo nó đột nhiệt. Ủa xe này là xe xúc lúa mini hay là xe lớn? Xe chung chung rồi. À chung chung hả? Bây giờ mình tháo ra mình làm gì nó có phí chiếc xe xúc lúa quá. Người ta hư rồi, người ta làm thịt rồi. À người ta làm thịt rồi hả? Rồi mình mua cái dàn dưới thôi. À như cái này giờ mình làm xong cả độ máy móc đồ vô mình bán làm cho họ bao nhiêu tiền? Dạ nó khoảng 30 triệu. 30 triệu. Vừa à. Chở được nó còn rẻ hơn con xe cày mà. À vừa chở hàng rồi mình làm mấy cái bửng để chở không? Có hết chứ. À làm bửng làm đồ luôn. Chở lúa hay là chở các cái sình lầy á nó không phải đi được. À làm bửng làm đồ luôn. Dạ. Xong rồi bắt đầu là mình hôm nay khoảng 10 ngày nữa mới hoàn thiện. À 10 ngày nữa hoàn thiện hả? Chở được 1 tấn. À. Lên sớm quá. Dạ. Không, chưa hoàn thiện. Bất ngờ. Hả? Nên bất ngờ quá. À bất ngờ quá hả? Rồi. À, còn gì đây? Bán mấy gì đây mà? Hôm nay là chuyên về mua về vừa bán vừa chế rồi. À. Mấy con này hả? Chế để làm cỏ thực phẩm á. À làm cỏ làm đồ hả? Cái đầu cắt cỏ của mình làm. À. Mấy con này nó có ấy hết ha? Dạ. Nó có cái ra lấy xe hình như thấy nó cùng một kiểu không à? Tại vì cái dòng này là bên em là chuyên một dòng. À. À chuyên làm mấy cắt cỏ cho nên em lấy con này cho nó phù hợp. À. Bảy ngựa hết. À. Toyota với này Mitsu. À bảy ngựa hết. Còn con này ví dụ như mấy này mấy dầu thì em yêu cầu của khách á. À. Ráp mấy dầu á. Cái này mình ráp vô chứ đâu phải riêng nó. Ráp vô. Cái mấy dầu này mấy triệu? Công nó tầm 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 8. 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 8 à? Dạ. Ở đây mình có bán máy này không? Có hết rồi. Mình mấy triệu một chiếc? Thì cái? Mỗi cái lời khoảng 300.000 mà bán thôi. Ít dữ vậy hả? Dạ, à, anh lời 300 không bán đâu. Lời 3 triệu mới bán. Cái này à. Mình làm chế làm cỏ hết. À chế làm cỏ hết hả? Cỏ
30 đứng. À. Rồi tạp sới. À. Chuyên chế độ. Đa năng. À. Giỏi quá ha. Nghe nói ngày xưa chế xe đi rừng hả? Em ngày xưa là chuyên xe độ chế đi rừng đấy ạ. À. À. Một cái xe công nông chở 7-8 tấn, 10 tấn luôn. À. Gỗ thì đi phá rừng mà bây giờ hết rừng rồi. Rồi giờ dàn xe đó đâu hết rồi? Xe giờ không ai làm nữa rồi. Rã thịt hết rồi hả? Đồng nát chai bao hết rồi. Rồi cảm ơn em nhiều ha. Rồi, rồi để anh chắc có lẽ là anh phải cho một cái số điện thoại lên trên đó, rồi thí dụ như có khách hàng cần đặt máy hắt cỏ máy gì á thì là qua em là đặt nha. Dạ, chuyên em chuyên cắt cỏ vườn, cỏ bò, vườn mè rồi đó. À. Có vườn, có bò, các vườn, các mè. Nhu cầu của khách thôi. Thí dụ giờ anh trồng một cái đám vườn, một mẫu vườn. Dạ. Rồi anh muốn gắn cho nó gom lại để mình ôm về mình đập đây. Dạ. Có máy không? Có nha, đây là con này ạ. À. À vậy hả? À. Con này mè vườn với các cỏ bò. À vậy hả? Nhưng mà đợt này thì toàn con nhỏ. À. Con lớn mới được. Dạ, con lớn thì năng suất nó gấp đôi. Ừ. Con nhỏ thì mình làm nó cũng hiệu quả nhưng mà nó nhỏ. À, tiền. À vậy hả? Con lớn thì... Có cắt cối rồi được không? Cắt cối thì em chưa cắt nhưng mà em nghĩ là chắc cũng được đó. Chắc nó cũng thứ. À nó cũng thứ đó hả? À. Chưa cắt bao giờ ấy. Mai mốt em chế ra cho anh một cái máy mà xài động cơ xăng này luôn, để anh mang vô anh phá rừng. Phá rừng nữa hả? Ờ. Ừ, mấy xăng không làm vậy. Rừng trôi, mấy dầu. Em làm theo nhu cầu khách hàng, chuyên về máy làm cỏ với độ chế, cái gì em làm được. À vậy hả? Dòng à. Xe, dòng máy. Tất cả mấy gì nói về chế cỏ. Có nghĩa là chế ra cái máy cắt cỏ rồi máy bó cỏ luôn cũng được. À, bó rơm được không? Bó rơm á, bó rơm thì không biết hả? Chưa biết hả? Làm. À, coi như là cứ cắt cái cỏ nằm xuống. Dạ, em chưa làm cỏ thì bây giờ em về bên cỏ thôi. À, cắt cái cỏ nằm xuống. Xong cái là em bó lại thì ok, à, cho nó bó lại ok. Nó tự bó luôn. Tự bó thì con này là tự bó rồi. À, mình bỏ cọng dây vô đây hả? À? Dây ngay đây. Dây đó. À, à vô máng đó là nó tự động nó bó lại. Ừ, hay ha. Cái dây coroa nó nhìn lạ lạ ta. À, cái đó cái này là để cho nó đẩy cỏ dài ra thôi. À. Thì mình gặp ra mà ví dụ như cỏ muốn cỏ nó ngả về nhiều á. À. Đó, muốn cỏ nó ngả dài ra thì mình đẩy nó ra dài. À, cái sợi thường thường thì nó gần gần đây thôi. À, cái sợi dây đó là nó đẩy cái cỏ ra. Đúng rồi. À, à hay ha. Còn mấy con kia nó có. Đáng tiếc là không có một chiếc nào nó hoàn thiện để cho anh xem thử. Dạ hết hàng rồi mới à. Về cho nên là ngày mai nếu mà làm thì ngày mai. À mai mới có hả? Dạ. Tính ra cái này có mấy triệu rẻ quá ha. Dạ, 5 triệu. 5 triệu rẻ. Quá rẻ. À. Hàng lấy đâu về em? Dạ em lấy ở dưới Sài Gòn. À Sài Gòn hả? Vậy hả? À. Rồi. Thôi cảm ơn em nhiều nha. Dạ cảm ơn anh nha. Rồi.